hải quan. Thưa quý vị, ở một số bến xe khách tại Hà Nội, có tình trạng xe khách ra khỏi bến thì chạy rất chậm để tìm thêm khách. Mặc dù lực lượng liên ngành đã ra quân xử lý, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình dừng bắt khách dọc đường, gây cản trở giao thông. Bến xe Giáp Bát vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông ngoài cửa bến đã giảm mạnh do trước đó một ngày, đội thanh tra liên ngành đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý những xe dù bắt khách dọc đường. Cửa ra của bến xe trở nên thông thoáng. Có những cái trường hợp mà đã xảy ra tai nạn, một cái chuyện là hành khách cố tình đứng ở ngoài đường hoặc là khi đang xe chạy chậm chậm rồi là hành khách tự lao lên xe. Tôi cho rằng khi mà chúng ta triển khai đồng bộ thì cái tình hình nó cũng chuyển biến tốt hơn so với lúc xưa mình chưa triển khai. Tuy nhiên, ở ngoài cửa ra của bến vẫn còn nhiều hành khách đứng đợi xe, không chịu vào bến mua vé. Thậm chí có người phải đi bộ một đoạn khá xa để bắt xe. Và lý do để bào chữa cho việc không chịu vào bến mua vé là vì tiện. Ở đây bắt ở ngoài đường này thì nó thuận tiện hơn, nghĩa là mình nhìn thấy xe vào trong bến kia thì là nó nhiều cái nó cản trở, ví dụ như là xe nó quá đông mình không tìm được chỗ. Cái thứ hai nữa là cái giờ kèo thì là mình không hẹn trước được. Đúng là bắt khách ở ngoài đường thì nó có gây cản trở giao thông, nhưng mà thực tế là nó thuận tiện hơn ở trong bến. Tuy nhiên, chỉ vì một chút tiện lợi mà có những hành khách đã từng bị bán khách. Đi mua vé ngoài em đi mấy lần rồi, sợ nó còn nó bán khách. Còn đây là hình ảnh nhóm phóng viên truyền hình Thông Tấn ghi lại được trước cửa bến xe Mỹ Đình. Những chiếc xe khách này thường xuyên dừng đón trả khách ngay gần cửa ra của bến. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào những giờ cao điểm. Mặc dù chế tài xử phạt đưa ra là cấm xe hoạt động trong vòng vài ngày, tuy nhiên các chủ bến cho rằng cần phải có biện pháp xử lý mạnh hơn đối với các chủ xe vi phạm. Điều này đã được chứng minh tại bến xe Gia Lâm. Từ khi bến xe phối hợp với chính quyền địa phương lắp camera theo dõi ngoài cửa bến, tình trạng các xe dừng bắt khách ngoài cửa đã giảm hẳn. Bến xe đã được công ty quản lý bến xe Hà Nội lắp camera và yêu cầu các doanh nghiệp phải ký cam kết là thực hiện nghiêm nếu hình ảnh mà camera ghi lại bến cũng từ chối phục vụ. Kể từ khi lắp camera thì các doanh nghiệp vận tải đã ý thức được và tự giác chấp hành cái việc mà xuất bến phải đóng cửa đi thẳng, không có hiện tượng dừng đỗ đón khách sai quy định. Vì vậy, để giảm thiểu và tiến tới là không còn tình trạng xe dù bến cóc, ngoài việc đưa ra chế tài xử phạt mạnh, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của bến xe với các lực lượng chức năng của địa phương. Có như vậy, các hành khách sẽ được đi trên những chuyến xe đảm bảo an toàn và không mất tiền oan. Phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Malaysia đưa tin, vào tối qua tại Kuala Lumpur đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị lần thứ 6 Hiệp hội các cơ quan chống tham nhũng quốc tế. Dự hội nghị có khoảng 1.000 quan chức đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong dẫn đầu. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Lazli Tun Razak nhấn mạnh tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng mà mọi quốc gia đều phải nỗ lực phòng chống trong thời gian dài. Phòng chống tham nhũng của một quốc gia đòi hỏi phải có sự tham gia của các cơ quan thực thi luật phòng chống tham nhũng với sự hợp tác của các chuyên gia, viện sĩ Hàn Lâm và các tổ chức chống tham nhũng quốc tế. Trong 4 ngày hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực thực thi pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản và hợp tác quốc tế. Các đại biểu cũng sẽ đề cập đến các vấn đề như đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, thu thập, trao đổi và phân tích thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cũng như việc thực hiện công ước phòng chống tham nhũng thông qua phát triển kinh tế. Tại Việt Nam thì hiện nay cái hoạt động phòng chống tham nhũng cũng đã được đẩy mạnh một cách rất là tích cực. Cụ thể đó là cái việc là cơ quan thanh tra chính phủ đang chủ trì xây dựng cái luật phòng chống tham nhũng và dự kiến sẽ được trình cho Quốc hội trong cái kỳ họp tới. Thì đối với cái nội dung về sửa đổi bổ sung cái xây dựng cái luật phòng chống tham nhũng thì đợt này là tập trung đi sâu vào cái việc minh bạch trong cái hoạt động kê khai tài sản
và đi sâu vào cái hoạt động phòng chống tham nhũng trong cả những cái khu vực tư như các nước trên thế giới hiện nay họ vẫn đang làm. Hội nghị kéo dài từ ngày 4 đến 7 tháng 10. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí ra tuyên bố chung lên án vụ Syria pháo kích sang Thổ Nhĩ Kỳ gây nhiều thương vong. Tuyên bố chung của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vụ việc trên đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 18 tháng qua tại Syria. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng vụ việc này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Syria đối với các nước láng giềng, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Các thành viên Hội đồng Bảo an yêu cầu những hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy cần phải được chấm dứt ngay lập tức và không được tái diễn. Trước đó, trong một cuộc họp kín cùng ngày, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thông qua hành động quân sự nhằm trả đũa lại Syria. Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara không định tiến hành một cuộc chiến chống Damas. Giới chức nước này cũng cho biết Damas đã gửi lời xin lỗi về vụ pháo kích trên. Về phần mình, chính phủ Syria cho biết đang tiến hành điều tra nghiêm túc nguyên nhân dẫn tới vụ pháo kích sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3 tháng 10, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người thiệt mạng. Syrian government is not seeking any escalation. Chính phủ Syria không tìm cách làm gia tăng căng thẳng với bất kỳ quốc gia láng giềng nào, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngay từ đầu, chúng tôi đã kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các chính phủ láng giềng khác với Syria, hãy thể hiện trách nhiệm và giúp đỡ chúng tôi chống lại những hành động khủng bố. Hôm 3 tháng 10, một số quả đạn pháo từ phía Syria đã bắn sang thị trấn Akkakale thuộc tỉnh biên giới Sanli Urfa ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 5 công dân nước này thiệt mạng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã đáp trả bằng đạn pháo vào các mục tiêu ở Syria, khiến một số binh sĩ thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên đạn pháo từ phía Syria gây thương vong cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ quân đội Syria bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuba và Chile vừa ký kết hiệp định kinh tế bổ sung, theo đó hai nước giảm thuế quan đối với hơn 1.000 mặt hàng trong giao dịch song phương. Văn kiện này được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như công cuộc phát triển của cả hai nền kinh tế Mỹ Latin này. Ngày 4 tháng 10, đại sứ Chile tại Cuba, Rolando Drado khẳng định hiệp định kinh tế bổ sung sẽ giúp thúc đẩy thương mại song phương cũng như tạo thêm cơ hội cho giới doanh nghiệp hai nước. Chile và Cuba trước đây đã có những ưu đãi thuế quan cho rất nhiều hàng hóa của nhau. Giờ đây những ưu đãi này thậm chí còn lớn hơn nữa, với những mặt hàng có thuế suất ưu đãi lên tới 50-75% và thậm chí là bằng không. Với chúng tôi, hiệp định thương mại này có ý nghĩa kinh tế quan trọng bởi nó giúp tăng lượng xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt của chúng tôi vào Cuba và ngược lại. La Habana cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự do hóa thương mại này. Việc Chile và Cuba ký kết hiệp định kinh tế bổ sung diễn ra đúng vào lúc La Habana nỗ lực thực hiện các biện pháp cập nhật mô hình kinh tế, vốn đã mang lại không ít thay đổi cho đảo quốc xinh đẹp này. Phía Santiago khẳng định, những chuyển biến kinh tế của Cuba sẽ đem lại nhiều cơ hội cho giới doanh nghiệp Chile. Theo thống kê chính thức, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Cuba và Chile đã từng đạt ngưỡng 80 triệu đô la Mỹ trong năm 2008, trước khi tụt xuống 45 triệu đô la Mỹ trong năm 2011. Quan chức hai nước hy vọng hiệp định kinh tế bổ sung sẽ giúp hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại, bảo đảm cho hàng hóa của hai nước tiếp cận một cách dễ dàng hơn tới thị trường của nhau. Hiệp định kinh tế bổ sung giữa Chile và Cuba được kỳ vọng sẽ mở rộng lĩnh vực xuất nhập khẩu giữa hai nước, cũng như thúc đẩy dòng đầu tư giữa hai nước. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống đang bước vào giai đoạn nước rút tại Mỹ, sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa hai ứng cử viên ngày hôm qua, nhiều ý kiến cho rằng ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu thống đốc Mitt Romney có vẻ như đã lấy lại được ưu thế trước đối thủ của Đảng Dân chủ, đương kim tổng thống Barack Obama. Kết quả cuộc thăm dò do CNN thực hiện cho thấy có 67% số cử tri đánh giá ứng cử viên Romney là người chủ động và nổi bật hơn khi liên tục công kích và đẩy Tổng thống Obama vào thế bị động trong suốt 90 phút tranh luận. Giới phân tích cho rằng thành công trong cuộc tranh luận đầu tiên sẽ giúp cựu thống đốc bang Massachusetts thuyết phục được không ít những cử tri vẫn đang lưỡng lự, chưa biết chọn ai làm người đại diện cho nước Mỹ. Trong khi đó, mặc dù đã không bỏ lỡ một số cơ hội công kích đối thủ, nhưng do quá thận trọng, ông Obama dường như đã bị mất quyền chủ động và chỉ nhận được 25% số ý kiến ủng hộ trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, trong khi cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của vị Tổng thống đương nhiệm cũng đã bị giảm từ 74% xuống 66%.
Các kết quả thăm dò khác cũng đưa ra một đánh giá chung với thắng lợi nghiêng về ông Romney. Theo thăm dò của Google, có 47,8% đánh giá tích cực sự hiện diện của ông Romney trong cuộc tranh luận so với 25,4% dành cho ông Obama và hơn 25% còn lại nói rằng hai ứng cử viên đã hòa nhau trong trận đấu khẩu đầu tiên. Tuy nhiên, giới bình luận chính trị vẫn cho rằng kết quả các cuộc tranh luận sẽ không tác động nhiều tới sự lựa chọn của các cử tri. Và tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình tại một số nước Bắc Phi. Ngày 4 tháng 10, Quốc hội Libya đã bỏ phiếu bác bỏ danh sách nội các do tân Thủ tướng Mustafa Abu Sagu đệ trình một ngày trước đó. Động thái này diễn ra sau khi hơn 100 người biểu tình đã xông vào trụ sở Quốc hội để phản đối danh sách mà theo họ là không đủ đại diện của các khu vực. Thông báo của Quốc hội Libya nêu rõ gia hạn cho Thủ tướng Sagu tới ngày 7 tháng 10 để điều chỉnh và đệ trình danh sách nội các mới. Tại Tunisia, ngày 4 tháng 10, chính phủ nước này thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 31 tháng 10 năm 2012 để đề phòng mọi nguy cơ bạo lực và đảm bảo an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao. Quyết định trên của chính phủ Tunisia được đưa ra sau các cuộc biểu tình và bạo lực phản đối bộ phim Mỹ phỉ báng đạo Hồi bùng phát hôm 14 tháng 9, khiến 4 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương. Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Tunisia từ tháng 1 năm 2011 sau khi chính quyền của Tổng thống Ben Ali sụp đổ trước sức ép của làn sóng biểu tình. Cũng trong ngày 4 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin, cựu Tổng thống Hosni Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Haif al-Adli sẽ được xét xử lại do nhiều vụ việc chưa được tòa xem xét trong các phiên xử và luận tội trước đây. Nguồn tin từ Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết sẽ không hủy bỏ các phán quyết trước đây mà sẽ đưa ra các phán quyết bổ sung đối với các bị cáo nếu họ bị kết tội. Vào tháng 6 năm 2012, Tòa hình sự Cairo đã kết án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ahmed Mekki do có liên quan đến việc sát hại những người biểu tình. 6 cựu quan chức an ninh khác bị truy tố với cùng tội danh đã được... Chiến thắng 5-1 trước đội khách Limassol. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào đầu giờ tới với những thông tin thời sự được cập nhật.